Xin chào quý vị các bạn, và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng Bảo Duy của Auto Daily đi tìm hiểu một cơn bão, vận hành một cơn bão như thế nào ạ. Vâng, tại sao Duy nói vậy? Đó là thông tin mà Duy tìm hiểu được. Cái tên Sirocco của chiếc xe này được Volkswagen đặt theo tên của cơn bão, bắt nguồn từ sa mạc Sahara đến Địa Trung Hải. Và như các bạn có thể thấy thì đây là một mẫu xe hatchback và có một cái dáng dấp khá là thể thao. Nhưng mà nếu mà theo quan điểm của Duy nhìn nhận thì cái phần thể thao ở trên mẫu xe này chưa thực sự được ấn tượng và rõ rệt. Đối với cái mẫu Sirocco này thì chúng ta sẽ có hai phiên bản, đó chính là phiên bản GTS đang đứng ngay bên cạnh Duy đây với cái mức giá đâu đó khoảng 1,4 tỷ đồng. Và một phiên bản nữa là phiên bản Sirocco A có cái mức giá cao hơn một chút. Nhìn trực diện từ phần đầu xe thì có lẽ quý vị và các bạn cũng rất khó để cảm nhận được cái sự sắc nét về cái tính thể thao của mẫu Sirocco này. Nhưng mà chúng ta có thể thấy ngay những cái điểm đã làm nên cái chất thể thao của chiếc xe này, đó chính là ở phần nắp capo chúng ta có một cái đường sọc là cờ Đức ạ, với ba màu đen, đỏ và vàng. Nối tiếp xuống cái phần đầu này của cái giải cờ Đức này chính là dòng chữ logo GTS. Vâng, cũng được làm hai màu là màu chrome sáng bóng và màu đỏ. Rất tiếc là Dũng cũng rất là xin lỗi quý vị các bạn là trong cái quá trình di chuyển từ cái điểm rửa xe vào đây thì mặc dù đã rửa rất kỹ nhưng mà vẫn bị bùn vấy bẩn lên đây do thời tiết trời mưa. Ở đầu xe chúng ta cũng sẽ có cụm đèn pha. Cụm đèn pha của chiếc Sirocco này được trang bị là bóng Bisinong với cái giải đèn LED định vị ban ngày, hình như móc câu ở đây ạ, rất đẹp. Ở đây chúng ta cũng sẽ có bốn cảm biến trước. Đèn xi nhan thì được đưa xuống phía ba lò sốc trước, kèm với cả đèn sương mù ở đây. Đèn xi nhan và đèn sương mù thì dùng bóng halogen. Đây chính là động cơ i4 TSI, sản sinh công suất là 208 mã lực và 280 Nm. Động cơ này thì gầm cừ cũng khá khá đấy. Hứa hẹn rằng sẽ có cho chúng ta một cái cảm giác trải nghiệm phấn khích. Thì lát nữa Duy sẽ cùng quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Xe Đức đấm gõ mộp mộp. Tiến sang phần thân xe, cái điểm mà khiến Duy cảm nhận được ngay cái tính thể thao của chiếc xe này đó chính là bộ la răng. Bộ la răng 18 inch với cái thiết kế được pha trộn giữa cái màu bạc giả nhôm phai xước và cái màu sơn đen bóng. Cánh cửa này thì cũng có một cái đường chỉ màu đỏ kèm theo dòng chữ Sirocco ở đây. Ở phần gương chiếu hậu, gương chiếu hậu của một mẫu xe như là Sirocco này thì thật sự là nó hơi nhỏ, giải đèn LED xi nhan báo rẽ ở đây ạ. Mặt gương thì nói chung là nhỏ, nhưng mà có một cái điểm cộng là được trang bị sấy gương, sấy và sưởi. Đây là cái điểm mà Duy muốn nói này. Phần cánh cửa nặng, to, dài, và phần kính này là kính không viền. Phần kính không viền này thì theo như thẩm mỹ chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy ngay được cái chất thể thao. Nhưng mà thật sự thì đối với chiếc xe nhỏ như thế này mà sử dụng kính không viền thì đi chuyển thì nó hơi ồn. Trong phố cũng vậy, mà trên đường cao tốc cũng vậy, đường trường cũng vậy, sẽ hơi ồn. Cái phần nóc xe này, phần chiều cao của xe này thì sẽ rơi vào khoảng hơn 1m4. Thế cho nên là chắc chắn là chúng ta sẽ không có một cái trải nghiệm ở cái hàng ghế thứ nhất hay hàng ghế thứ hai có thể nói là thoải mái được. Nó cũng sẽ chỉ ở mức đủ dùng mà thôi. Nếu mà chúng ta nhìn trực diện phần đuôi xe thì chúng ta sẽ thấy nó có cái nét gì đó na ná với cả đuôi xe của những chiếc Porsche. Nhưng mà nếu mà để nói về thể thao thì Duy chưa đánh giá cao phần đuôi xe này. Cụm đèn hậu của chiếc xe này thì đã được trang bị hoàn toàn công nghệ LED rồi và có cái thiết kế khá đẹp. Nếu để nói về cái cốp xe của chiếc Sirocco GTS này thì quả thực là không rộng. Nhưng mà một mẫu xe nhỏ như này chúng ta cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Nhưng mà có một cái điểm mà Duy chưa thấy hài lòng ở trong cái phần cốp này, đó chính là cái thành cốp này quá là cao. Phần nóc của xe ở cái phần hàng ghế phía trước thì sẽ trên nóc trên đầu chúng ta này sẽ là cả một cái tấm kính khá là rộng. Tấm kính này được trang bị ở trên mẫu xe này với mục đích là để khi chúng ta ngồi vào chúng ta sẽ có cái cảm giác thoáng đãng hơn. Nhưng mà hơi tiếc một chút là tấm kính này chỉ được đẩy cái phần đuôi này cách với cả cái phần nóc này chừng khoảng 5 phân, đẩy lên khoảng 5 phân để làm một ô thoáng thôi, chứ không thể đẩy ra hẳn ra phía sau được. Ngoài ra thì ở trên nóc xe của chiếc xe này thì cũng đang được trang bị cái phần vây cá ở đây. Đây ạ, tăng cái tính thể thao và cũng là tích hợp luôn cái hệ thống anten của radio.
Mẫu Sirocco này thì sẽ chỉ được trang bị ghế lái chỉnh điện và ghế phụ là chỉnh cơ. Kèm theo cái bên ghế phụ chúng ta sẽ được trang bị thêm cái phần bơm lưng, tựa lưng ở phía sau được chỉnh điện. Còn tiến lên lùi xuống thì chúng ta vẫn phải chỉnh bằng cơ hết. Xe Đức nặng, đầm, chắc. Cái gì cũng vậy, cái cánh cửa đặc biệt, đặc trưng luôn. Và khi mà ngồi vào đây thì cái cảm nhận đầu tiên mà Duy thấy được đó chính là cái cảm giác muốn cầm nắm ngay vào cái vô lăng này. Phải nói là Sirocco có một cái vô lăng đẹp, thiết kế đẹp, rõ ràng, cầm vào da sướng. Ở trên vô lăng thì có cái đường chỉ may màu đỏ ở đây tương phản với cả cái màu da màu đen rất đẹp, kèm theo cái đường, những cái đường viền xung quanh được làm bằng cái màu nhôm nhìn rất hấp dẫn ạ, với cái chữ dòng chữ GTS ở dưới này. Nói chung là cái phần vô lăng này bắt mắt, chỉ tiếc là hai cái lưỡi chuyển số ở đằng sau vô lăng này nó hơi nhỏ và cái chất liệu, cái cảm giác sờ vào nó chưa cho chúng ta cái sự sướng. Nó đúng là cái sự sướng. Nếu mà nó làm to hơn với cái chất liệu sờ và nó thích tay hơn, ví dụ như là cái chất liệu đường viền ở đây, thì chắc chắn rằng cái mẫu xe này sẽ cho chúng ta một cái góc nhìn ở đây và cái cảm giác sờ vào, nắm vào, gẩy vào số nó phê. Và ngay khi nhìn vào đây thì có lẽ là những ai mới lên xe thì sẽ hỏi là: ơ, chiếc xe này không có cruise control à? Không, chiếc xe này có. Xin chia sẻ với các bạn là đây là cái điểm mà Duy không thích. Tiếp theo, sau cái lễ chuyển số, như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy vào đây ạ, cái phần ở chính giữa đây, cái phần chính giữa bản táp lô đây, nó có cái thiết kế đơn sơ quá, cũng như không có cái sự nổi bật, nổi trội. Màn hình cảm ứng ở đây thì Duy đoán khoảng 6 inch với những cái nút bấm cơ bản điều khiển thôi. Ở dưới đây thì chúng ta có cụm điều chỉnh điều hòa với hệ thống điều hòa hai vùng lập mà thôi. Cụm đồng hồ trên đây thì được trang bị với 3 cái đồng hồ với 3 cái tính năng khác nhau. Tiến tiếp xuống cái phía dưới này thì có lẽ cái phần cụm cần số này sẽ là cái điểm nhấn của cả cái khu vực này. Bởi vì cái cụm cần số này có cái thiết kế đẹp, cá tính và cầm thì cực kỳ phê và sướng tay luôn. Nó rất là vừa vặn, đặc biệt là với những người châu Á như mình. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ chỉ có hai cái nút chế độ là tắt bật cái hệ thống cân bằng điện tử và tắt bật cái hệ thống cảm biến xung quanh xe thôi. Ở đây chúng ta có gà tàn này và cổng sạc điện 12V cổng tẩu ấy ạ. Đây là xe được trang bị cái hộp số ly hợp kép DSG 6 cấp. Phanh tay, ở đây là phanh tay cơ. Đúng rồi, với một mẫu xe như này, phanh tay cơ chúng ta sẽ nghịch được nhiều trò hơn. Nếu mà để nói về cái không gian hay là cái vị trí tiện ích để đồ ở trên Sirocco này thì chúng ta sẽ phải dùng một từ là thiệt thòi, hơi thiệt thòi một chút. Bởi vì không gian bé và cái mẫu xe này là một mẫu xe hướng tới cái phong cách thể thao. Thế cho nên là chị em nào mà sở hữu mà để cần nhiều khu vực để đồ ở trong xe thì không có đâu ạ. Thường thưa quý vị là rất hạn chế. Cái chất liệu da của chiếc Sirocco này thì khá là lì và được gia công cũng đẹp, tỉ mỉ, với những cái đường chỉ may màu đỏ nổi bật, tương phản với cái màu da tông đen. Ở phần lưng của ghế thì cũng được thêu cái logo GTS thể hiện cho phiên bản của xe, và cũng được trang bị, cũng được khâu màu đỏ, thêu màu đỏ ở bên trên và thêu cái màu bạc ở phía dưới. Đối với cả những cái mẫu xe hai cửa và bốn chỗ như là Sirocco ở đây thì chúng ta đều có một cái cách mở để đưa người chui vào hàng ghế thứ hai. Thì đây chúng ta dùng cái lẫy ở phía sau lưng của cái hàng ghế trước này, gạt và đẩy lên. Đây, bây giờ Duy sẽ chui vào. Một anh chàng cao 1m75 và nặng cũng khoảng hơn 70 cân như Duy thì thật sự cái vị trí này nó không phải là một cái vị trí tốt. Đây, Duy sẽ kéo cái thử cái này. À không, ô, cái hàng ghế thứ hai của chiếc Sirocco này Duy đánh giá là được đấy, ngon. Không ngờ, có lẽ đây sẽ là mẫu xe hai cửa bốn chỗ mà cái hàng ghế thứ hai này rộng nhất mà Duy từng được ngồi. Đây có lẽ là cái mẫu xe hai cửa bốn chỗ mà có cái vị trí hàng ghế thứ hai ngồi thoải mái nhất mà Duy đã từng ngồi. Tất nhiên là chúng ta cũng không thể nào mà so sánh được với cả những cái mẫu xe mà bốn chỗ và có bốn cửa, chúng ta ra vào dễ dàng. Ở đây chúng ta buộc phải đẩy cái hàng ghế thứ nhất lên để chúng ta chui vào thì nó hơi khó khăn một chút. Tiếp theo thì mời anh em cùng Bảo Duy lên hành xác em này
chắc chắn là phải hành xác em này. Và chiếc Sirocco GTS sẽ thuyết phục chúng ta như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm. Vào D, hạ phanh tay và đi. Vâng, trước tiên thì chúng ta sẽ đi với vận tốc thấp thôi để trải nghiệm cái khả năng vận hành của một mẫu xe có thể nói là nhỏ gọn và linh hoạt khi đi trong phố. Khi mà chúng ta điều khiển cái chiếc Sirocco này với cái vận tốc thấp thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay được cái sự cứng vững đến từ toàn bộ chiếc xe. Hệ thống treo thì không quá cứng đâu, nhưng mà cả cái thân xe thì cho chúng ta một cái trải nghiệm cứng ngắc. Vô lăng của Sirocco thì được trợ lực điện nên là cũng khá nhẹ, gì có thể lái một tay, đây cua một tay rất nhẹ nhàng, chúng ta có thể ngồi thư giãn này, lái một tay, vần một tay đó. Rất nhẹ nhàng phải không ạ? Khi mà đi vận hành ở trong phố, ở trong những cái con đường nó không cho phép chúng ta chạy với những tốc độ cao mà chỉ chạy ở cái giải tốc độ khoảng từ 50 km/h đổ xuống, thì cái hộp số 6 cấp DGS hoạt động vô cùng mượt mà, và gần như là chúng ta khó có thể nhận biết được lúc nào hộp số đã sang số. Cái tầm quan sát của mẫu xe này thì khá là thoáng, rộng. Các bạn có thể nhìn thấy là cái phần kính của người lái ở đây rất dài, mặc dù không được rộng đâu, nhưng mà rất dài. Và đặc biệt là nếu chúng ta liếc mắt ra phía sau nữa thì chúng ta sẽ nhìn ngay thấy được cái ô kính của cái hàng ghế thứ hai. Đôi khi chúng ta sang đường chúng ta không cần phải mở cửa để nhoai người ra nữa. Và đây, đây Duy thì đỗ ngang đường, quý vị các bạn xem, đây là khu vực không có người và được rào đây. Rất rộng phải không ạ? Để nói về chân ga và chân phanh của chiếc xe này thì Duy phải dành một lời khen. Bởi vì từ cách thiết kế, cái vật liệu trang bị cho đến cái cảm giác mà chúng ta đạp chân lên cái bàn đạp ga và bàn đạp phanh để cho chúng ta một cảm giác rất là vững chãi. Và chắc chắn là Duy sẽ tiếp tục nhấn ga sâu hơn để mang chiếc xe tới những cái vận tốc cao. Ngay bây giờ thì Duy sẽ chuyển từ D sang S để xem. 208 mã lực và mô men xoắn cực đại là 280 Nm sẽ cho chúng ta cái khả năng tăng tốc như thế nào. Volkswagen có công bố rằng chiếc xe Sirocco này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 6,6 giây. Nhưng đấy chỉ là con số thử nghiệm ở trên cung đường tiêu chuẩn mà thôi. Còn ngày hôm nay Duy trải nghiệm thực tế ở đây với cái bề mặt đường trơn trượt thì Duy đoán là sẽ phải hơn rất nhiều cái con số 6,6 đấy. Nhưng rõ ràng Sirocco cho chúng ta cái cảm giác tăng tốc khá tốt. Nếu như không muốn nói rằng đây là một mẫu xe có một sức mạnh tiềm ẩn. Nếu như ở chế độ D chúng ta đi êm ái, mượt mà, thì khi sang chế độ S, vòng tua đã dựng ngược và luôn luôn giữ máy ở một tua rất cao, cung cấp cho chúng ta rất nhiều mô men xoắn để bứt phá. Chỉ có một điều khi mà Duy chạy, Duy cảm nhận rất là rõ rệt một điều hơi đáng tiếc một chút. Đó chính là chiếc xe được trang bị dẫn động cầu trước. Khi mà chúng ta tăng tốc, thốc ga mạnh thì bánh trước có bị trượt một chút, sau đó mới bám và đưa chúng ta lên cái sự thăng hoa. Lễ chuyển số sau vô lăng cho phép chúng ta về những cái số thấp ngay lập tức khi mà chúng ta nhấp phanh. Và đó chính là một cái thứ cảm giác rất là khó tả. Nó phê, nó phấn khích. Nhưng mà Duy vẫn phải nói lại rằng lễ chuyển số sau vô lăng của Sirocco
khi mà chúng ta sờ, chúng ta chạm vào thì chúng ta lại có đôi chút hơi hụt hẫng. Giá như nhà sản xuất Volkswagen trang bị cho Sirocco lưỡi chuyển số to hơn, vật liệu tốt hơn, tăng tính thẩm mỹ, tăng cái cảm giác sờ chạm vuốt ve, thì phải nói cái phần vô lăng và cái cảm giác vận hành, cảm giác lái của Sirocco tuyệt vời. Mặc dù là một mẫu xe nhỏ nhưng Sirocco không hề yếu thế một chút nào. Khi đi ra đường trường, đường cao tốc thì nhỏ nhưng mà lại rất nhiều võ. Từ cái độ ổn định của thân xe cho tới cái cảm giác đánh lái, Sirocco đều cho bất kỳ ai ngồi vào vị trí ghế lái một cảm giác thỏa mãn. Nhưng ngoài cảm giác thỏa mãn đó, chúng ta muốn đi với một trải nghiệm bình tĩnh thong thả thì sao? Chúng ta set cruise control thì chúng ta lại gặp một vấn đề ở mặt thiết kế. Ở cái phần lẫy gà xi nhan ở bên này sẽ tích hợp luôn cái cụm điều khiển set cruise control ga tự động. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã cùng Bảo Duy trải nghiệm mẫu xe Volkswagen Sirocco GTS với cái mức giá bán loanh quanh khoảng 1,4 tỷ đồng. Thì quý vị và các bạn thấy sao về mẫu xe này? Quý vị và các bạn hãy comment ngay phía dưới video này nhé. Và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.